Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi 16 trò với game Osport Duran. Tăng 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 tăng. Ô, chạy rồi anh ơi. Riêng cái trò nào, trò này mình đẩy nhân vật, mình phụ nhân vật luôn. Đấy, phụ luôn. Không không có. Ô, ăn được cái hộp quà mà cháu lấy gì đây? Wow, không nhảy quá. Tưởng đấy có cái lỗ. Nhưng mà cái trò này là bật ô tô lên mà phóng. Phóng bét này nhỉ. Trò này dạo này cũng được hay update nhiều lắm nên là đồ họa cũng khá là đẹp mắt. Vậy tưởng có cái lỗ này mình chui có lỗ đấy không thành công. Lại hóa thành ô tô lại phóng tiếp à. Mình sẽ thoát khỏi cái địa hình này. Trò này thỉnh thoảng mình mới chơi thôi, bởi vì ít thời gian mà chơi. Nhiều trò quá, mình không biết sắp xếp kiểu gì đây. Ơ, chết rồi. Vâng, mình sẽ đến với trò Tom Run cực kỳ xịn sò. Wow, hay dô. Riêng đối với những trò này mình có rất nhiều nhân vật. Đấy. Và phụ kiện gì? Phụ kiện luôn. Và hiện tại mình đang chơi ở trên con iPad. Rất nhiều phụ kiện. Phụ kiện hôm nay nó là cái con phi thuyền này. Phi thuyền không gian. Chơi cực kỳ phê nổi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đấu hết cả rồi. Con xe đi phê quá, đi thích quá. Chỉ tội là nó ngắn quá. Mình chỉ chui vào trong hang động. Đấy, đây chính là hang động này. Khả năng cao là chúng ta sẽ biến thành những cái quả bóng lăn. À, biến thành thật. Ô, không có biến hình à? Trời, nó làm cứ tưởng là có biến hình cơ. Đây lại là một con xe phi thuyền không gian nữa, nhưng mà đời cấp 2, đời mới. Xịn sò chưa? Quá xịn sò chưa? Mỗi lần mua cái xe này tốn tiền lắm. Mua xăng, mua dầu cho nó chạy nó tốn tiền lắm. Không phải dạng vừa đâu. Chuuu.
Trời, bắn như chưa bao giờ được bắn luôn. Ô, kết thúc chưa nhỉ? Ôi, đây là pha bứt tốc cuối cùng. Mình đã đánh bại con Raccoon. Ai thua rồi, mình đi chơi cái trò cắt dơ rốt gì đấy. Tuổi à, thì mình đi chọn 18 tuổi đấy. Cái gì này mà phát được có đoạn phim một hình này. Cho ông nom ta chui trong cái sách rồi. Dường như là bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Ô đúng thật đấy. Ô sao nó đơ thế. What đơ. Ô nó bị ao. À đây rồi, đây rồi. Chơi tiếp. Cho này nhìn vệ xịn sò nhỉ. Nhìn đồ họa game khá là đẹp mắt. Ôi, ôi, ôi. Nhầm rồi. Đáng nhẽ mình phải cắt cái viên kẹo rồi. Ôi, ôi. Rơi mất rồi. Sao? Hóa biến hình được này. Wow, đúng là đồ họa đẹp thật. Mình thích trò này đấy. Biến thành con chim à. Ôi, hết biến hình rồi. À, thì ra là thế. Ôi giời, ôi. Đấy, cứ suy nghĩ mãi là thế nào, chơi thế nào. Đấy, nào. Ô, trò này hư ảo thôi đấy. Bót à? Con bót à? Chung là đồ họa đẹp. Cái này bơm này. Ô. Ơ, à, chết rồi. Ui ui. Nhầm hàng. Con này biến thành chim này. À ok. Biến hình. Wow. Cái chơi cũng khá là đơn, đơn. Mình chơi thêm một ván nữa vì game nó khá là hay. Ui biến hình. Ô. Của 2 sao thôi. Game khá là tuyệt vời. Chúng ta sẽ sang cho Spider-Man Ultimate. Đây chúng ta. Ôi cái gì đây. Chúng ta đi cùng với người nhện trắng này cho nó chất. Đúng rồi, chất loài. Vừa nhìn tôi đã thấy chất rồi. Màu trắng rồi con. Ôi. Vỡ mồm, vừa mình vừa đập vào một quả bom là. Tên kiểu quái vật lắm ấy. Tên yêu tinh xanh này này.
flame supreme. Mẹ đúng chất là yêu tinh xanh luôn, màu xanh luôn. Bom khói, bom này có độc đây. Quá tuyệt vời đấy, cú đấm này từ tận đáy lòng của mình. Không dễ gì mà tung ra những cú đấm như thế đâu. Cái này là cái gì đấy? Bò xuyên lửa luôn. Ôi, nhưng mà thất bại nè. Mình sẽ sang cái trò Party IO. Mình đang đợi người chơi nè. Đấy rồi. One, go. Chúng ta sẽ bắt cái cung màu hồng này. Bắt luôn, tôi chết rồi. Shit, nó bị bắt. Bắt luôn cô này đi. Láo tuyết. Trời ơi, vướng. May quá thoát khỏi nơi đây. Trời ơi, cho cái bọn họ kia đánh nhau chán như mình và mình bết máng được. Bắt luôn con béo này. Tôi chết rồi. Bắt luôn. Ui. đứng dậy phân vai. Rồi. Cô màu xanh xanh này bắt được ấy. Ném luôn. Ô, kích thước mình nó to lên. Bắt. Ui. Chuẩn rồi. Chị. Mình có một nhân vật mới. Đâu, Thanh. Đây, nhân vật mới mình đây. Ông ta khoác trên mình một cái trang phục màu hồng. Trông khá là nữ tính. Không thể ném ra đây được vì chỗ này có cái hàng rào rồi. Kệ họ, họ đánh nhau chán đi, mình và mình vét. Ném. Một ném xong cái mà cảm giác là mình to hơn rất là nhiều. Mọi bộ phận đều cảm giác nó to hơn. Ném này. Ôi gì. Hãy đến với cái trò Subway Surfer. Let's go. Ủa, cái này hết rồi, cái này phải mua này. Cho bật cái này tốc độ cao chưa kia. Cái này mà bật lên lớp thứ 6 thì 3, 4, 5, 6 cao lắm nhỉ. Tốc độ chắc bàn thờ luôn nhỉ. Ôi mình nhầm. Mình nhầm cái con ván trượt này với cái con ván tăng tốc. Nó có khả năng là bật cao. Nhanh chưa? Đua nhanh này mày khoái chứ. Trời ơi. Dù để tốc độ còn cao nữa kìa. Cao vãi trường luôn. Cao không thể tưởng tượng được. Quá.
Hầu hết là mỗi lần mình quay một clip đều có một nhân vật mới. Mình không thích chơi những nhân vật đã chơi rồi. Đấy, chúng ta sử dụng nhân vật mới trong mỗi clip mới luôn. Rất hoành tráng. Ui đù. Thôi mình sẽ sang cho Brawl Star. Cứ vờ ven ngọc đi. Wow, đội hình này có vẻ wow, tuyệt vời. Hai đồng đội đều đi lên rồi. Mình sẽ chơi chế độ úp sọt. Ôi dồi ôi, không thể giết được. Tiếc quá. Mình nhầm đánh cái tên đỡ đòn này cả. Trời ơi, nó đã nạn liên tục này. Aha, bảo kê cho đồng đội của mình nào. Bọn này trông thế thôi nhưng mà rất tham ăn. Thấy có mấy người máu yếu yếu cái là à, chia tách đội hình nó ra. Úi dồi ôi, chưa kịp nhảy, thật là đáng tiếc. 6-5, 6-5. Đã là cân bằng. Ôi dồi. Con lợn này, con lợn này. Khá là tuyệt vời. Vẫn kết bên thắng à? Kết thúc rồi. Ôi trời, người chịu túi gì mà. Không còn điều gì tuyệt vời hơn. Mình sẽ chơi cái trò Scary Teacher. Wow, chúng ta đã chơi cái màn này. Màn này chơi rồi, chơi suốt rồi. Màn cắt tổ ong này là màn rất là khó. Where is my Halloween dress? What do you mean it'll take 2 days? I need my dress now. Let's go. Wow. Cửa khóa hết rồi. Ta sẽ với cái tổ ong này. Tổ ong ở trên kia cao quá, mãi mãi không thể với tới được. Đây là những cái dụng cụ chúng ta cần nhỉ. Một con dao. Một cái băng keo. Và bây giờ là cái đôi găng tay nữa. Chuẩn men luôn. Đây, găng tay thuần thánh này. Điều này sẽ giúp ích cho mình. Cũng gạt được nhỉ. Ủa, vẫn như cửa nào ấy. À đây, cửa này. Oh.
ai mà trèo được. À, mình đã có cái kinh nghiệm rồi. Chết rồi. Bà giáo kìa. À, thế mình sẽ đi xuống tầng vậy. Kìa lối đi xuống ra kia. Hôm qua nó nằm ở cái góc kia kìa. Mình có vũ khí đây mà. Ui. Trời, chưa kịp làm gì cả. Quá là chán luôn. Mình chỉ chơi cái trò Rock Paper Pop. Trời, mình làm thuê cho ông này à? Rồi ok, trình bày nhiều quá. Đột nhập mẹ tài vãi. Ông cảnh sát đây nghe đều không biết. Đúng rồi. Gà mờ. Ui. Ôi, thế chỗ này mới lối đi nào để thoát đây. Ô hô, mình có lối đi rồi. Mình đã hoàn thành xuất sắc. Từ từ. Bị kế hoạch rồi, làm lại rồi. Đi ngay sau bà dài luôn. Quần bò. Không ai phát hiện cả. Quay chưa dễ vậy à? Rồi đây là cái màn cuối của mình trong cái game này. Đi vào đây. Trong này có nhốt chó, nuôi chó. Vãi cả nuôi chó này. À, con chó có dây. Bây giờ phải làm nào bây giờ? À ha. Con chó trông thế mà rất là ngu. Thank you.
tiêu đây thôi. Ông ở ngoài ông khôn vãi. Ông cứ đứng ngoài thôi. Tí như mình bị tóm là mình chết. Đây nha. Chuồn thôi. Chuồn nào. Wow, đúng là siêu trộm. Ok, mình sẽ chơi cái trò Angry Bird. Wow. Chơi nhiều tiền chưa kìa. Quái ông này ông bắn kinh luôn. Bắn kinh này mà hết máu nhanh thế nhờ. Sợ thật. Hết máu rồi. Thôi không sao. Mình đã hồi phục. Có con lợn bay này. Lợn rơi này. Ô, công nhận. Ô, tên lửa. Kinh vãi. Wow, nhìn kiểu như vừa đi vào địa ngục trong ấy. Sợ thật. À đây là con lợn già, các bạn kẻ nào lắm đạn thế. Còn even, mình phải chọn con lợn khác. Đây con chim này đi, vẫn còn mà. Chim này bắn đạn nó hiền đấy. Ui, bắn mọi mấy con này đi. Con lợn này nó có ôm pháo ấy, nó rơi xuống đi. Lì xì. À, mình vừa bắn được cái lì xì. Được rồi. Súng của lợn này có vẻ hơi kém nhỉ. Ôi, có khi xa kìa, nó còn bắn mình kìa. Hết rồi đấy. Cái này là cái sự kiện được thưởng mà. Tình thoảng mới có thôi. Nên là mình phải chơi cho hết nó. Đó bỏ phí. Lên thuyền rồi.
Chúng ta sang một cái game khác, đó là Ben. Đây này nó làm lỗi tùm lum, âm nhạc các thứ trộn lẫn với nhau. Check check, this is Charles. I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So yeah, good luck. Đây chúng ta có nhiều sự lựa chọn này để chui vào trong cái máy bay này. Lấy cái viên kim cương hay lấy cái gì ấy. Đây là gõ cửa trái tim. Ok, toàn thua rồi. Ngu người luôn. All right, gentlemen, we've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? Just kind of thinking. Cái này cái gì? Hay quảng cáo quá nhỉ. Đây có con chó máy này, ok đấy. Toàn cái đầu đầu nó rơi xuống cái này, súng cuối. Right. Bắn đại bác không? Hey, should be good to go now. Oh, fail rồi, chết cả mình rồi. Thế thì chắc chắn là cái này là thắng. Cái xương chó này. Oh man, I remember this. Lúc cái này lắm mà thế. If nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Oh, hello Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys, and there's lots of guns, that's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Can you go through here? What is it? I'm sorry, I just thought you needed some help, is all. Phew. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Phải chọn cái khác thôi. I'm sorry, I just thought you needed some help, is all. Đù, này làm sao mà thắng được cái này? Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? À, chúng ta sẽ... tắt bỏ đi. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Okay. No.
Henry. You're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation in Cargo Bay. Cái gì đây? Banana bomb. Giống trong cái gì mà đi. Sóc thắng rồi đây. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. What's going? Oh, win. This could be a problem. Oh, mình cũng chưa thắng. Chúng ta sẽ chơi cái trò rốc rốc. Thành 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 thành. Đây mình đang trong. Đây mình đã cướp được một cái này rồi. Ta lấy một cái trang phục. Uhu. Súng nhẹ oánh cái tay. Cái này cái gì? Mũ. Kính đây này. Hoa xịn trò. Đây cái gì? Hết đi tìm rồi. Xuống đây anh em ơi. Húc đâu? Húc đâu rồi? Đâu rồi? Húc rồi. Đây. Cuốn lên rồi. Ôi. Bay cả đầu luôn. Chúng ta phải lấy một cái lò xo này. À, lấy cái này đi. Bắn móc này. Cái này không với súng. Vào cái trò chôn horo à chôn video. Ôi cái gì này? Trông không được. Thầm Park mẹ ăn chôn rồi mà là ăn hết. Sao nó nhanh thế nhỉ? Đây 2048 cái trò này hot một thời này. Ủa 2019 à? À đây, chắc chắn là đây có vấn đề. À đây biết ngay mà. À,
đẳng cấp. Bạn này chơi nào đấy? Trong cái hố này có vấn đề này. Bỏ chơi đi nhở. Ôi, mấy cái zombie. Không nhìn không? À, hết rồi đấy. Chúng ta sẽ chơi cái trò Block Grab. Thân. Ủa đây là cái nhà mình trước mình xây này, thiếu cái gì không? Có xây đủ rồi mà. Mình phải build theo cái mẫu nhà trong này này. 140 đô này. Đây. Chúng tôi xây theo cái mẫu nhà thì không biết đích để mà xây. Xây là hết đất này. Xây cái bếp này. Hãy chơi trong game này sáng nhanh lắm. Mình đang làm thì nó lại sáng luôn. Build chỗ nào bây giờ? Build chỗ này đi. Ơ, không được à. Chỗ này trống cho Minecraft. Tôi mình đi trong này mình đi xây thôi. Xây ra xa. Xây sai thì sao nhỉ? Win chưa? À, chúng ta phải ra cái đằng này cơ, nó chưa xong đâu.
Tôi chơi tương đối là dễ. Xây nhà theo chỉ định này. Xây xong chưa nhỉ? Chả lâu ơi. Xây được quả nhà ấy lâu ơi. Quá lâu rồi cái quả nhà này. Lâu quá anh em ạ. Không làm xây nữa. Mình chắc cho cuối cùng hello neighbor. Đây chính là trò Hello Neighbor. Trốn tìm này. Và nhân vật trong game này nó mặt dài ngoãng. Chết rồi, vào đây không ra được. Một khi nó vào đây là chúng ta không ra được luôn. Trong này không có biết gì cả. Bị một tắt rồi. Phêu. Goodbye.